Ok, hello, xin chào tất cả các em. Chị là Trang. Chị hiện đang công tác trong team Lookbook Care của nhà sách Lookbook. Và chị được phân công là sẽ hỗ trợ cho các em môn tiếng Anh. Cụ thể thì chị sẽ cùng các em giải chi tiết 35 đề trong cuốn thực chiến đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh. Và mình đã đi được 6 đề rồi. Tức là nếu xong đề thứ 7 này thì mình đã đi được 1/5 chặng đường, đúng không? Ok, không dài dòng nữa thì mình bắt đầu vào luôn nhá. Chị đánh giá đề 7 là một đề khá hay, không phải là một đề theo kiểu đao to búa lớn, mà là một đề đi theo kiểu đúng cái format đề thi, đúng không nào? Chị rất sợ khi mà học sinh, khi mà các em làm những cái đề kiểu đao to búa lớn, câu nào khó thì cứ quăng vào đấy cho các em làm, thì các em sẽ bị rối và các em sẽ bị hoảng, đúng không? Chị đã từng là học sinh thì chị cũng đã từng trải qua những cái cảm giác như thế. Nên là thực ra làm đề khó cũng tốt, nhưng mà phải làm theo format thì mới là tốt. Ok, không dài dòng nữa, mình vào bài luôn nhá. Mình có bài đọc thứ nhất. Câu bài thứ nhất là bài đọc đục lỗ, đúng không? Bài đọc đục lỗ thì vẫn có 5 câu như bình thường thôi, từ câu 1 đến câu 5. Rồi, bài đọc này thì nói về cái sự quan trọng của việc đọc sách, đúng không nào? Chị sẽ vẫn dịch như bình thường và vẫn sẽ highlight lại những cái từ mới cũng như là những cái cách viết của tác giả, cách viết hay của tác giả. Ok chưa? Rồi mình vào bài nhá. Nếu mà bạn muốn có một cái hành trang vững vàng cho những cái thành tựu sắp tới, hay là bạn muốn như nào đấy với cái việc học hay là việc làm của bạn, thì thử đọc nhiều sách hơn đi, đúng không nào? Have more chứ. Chúng ta thấy là gì? Ta có 4 động từ ở đây. Ở trong câu 1 chúng ta có 4 động từ: gain, gather, collect và contribute. Thì chúng ta có là gì? Contribute to something, đúng không? Đáp án của câu này sẽ là D, đúng không nhỉ? Chúng ta phải chuẩn bị hành, nếu mà chúng ta chuẩn bị hành trang để có những thành tựu mới này, hay là đóng góp nhiều hơn cho cái việc học hay việc làm của chúng ta, thì thử đọc nhiều sách hơn đi, đúng không nào? Pick cái gì đó, vài cuốn sách hay, cuốn sách thú vị, và tìm những cái tài liệu mà nó tốt cho bạn và có thể giúp bạn phát triển hơn, đúng không? Thế thì mình có cái cụm, cái phrase verb là gì? Pick up. Từ pick up mang nghĩa là gì nhỉ? Pick up something mang nghĩa là get information or a skill by chance rather than by making effort. Nghĩa là gì? Pick up something is mean that get information or a skill by chance rather than making effort. Thế thì nó sẽ hiểu nôm na trong tiếng Việt là gì? Là khi mà chúng ta nhận được một thông tin nào đấy, chúng ta biết thêm một cái gì đấy, thêm được một cái thông tin, thêm được một cái kỹ năng nào đấy, nhưng mà chúng ta làm nó một cái sự mà không có tính toán trước, không có nỗ lực nào cả, mà chúng ta làm nó một cách tình cờ thôi, đó, thì chúng ta sẽ dùng từ pick up, đúng không nào? Thì câu này hiểu là gì? Thử lấy lên một vài cuốn sách thú vị và tìm tài liệu để phát triển bản thân, kiểu như thế đó. Thì câu 2 đáp án sẽ là B, đúng không? Pick up. Tiếp theo, chúng ta nên khuyến khích trẻ con đọc nhiều sách và dành ít thời gian để xem phim thôi. Một số người thì cho rằng là cái việc đấy nó có thể thay đổi được. Tại sao những cái chữ viết thì là một cái cách tối ưu hơn để có thể học hỏi hơn là TV? Đó là một cái quan điểm thú vị và đáng cái gì? Đáng further cái gì, đúng không? Further mình có nó là một gì đấy? Further là một tính từ, đúng không nào? Mà đi sau tính từ sẽ là một danh từ, đúng chưa? Mình nhìn vào 4 từ trong câu 3 giúp chị nào. Mình có từ ở câu A là explore, đúng không? Đó là một động từ, được chưa nào? Exploration, một danh từ. Explore, một danh từ chỉ người, đúng không? Explorative là một tính từ, được chưa nhỉ? Thế thì ở đây mình cần một danh từ, đúng không? Một danh từ thì nó sẽ là exploration. Hiểu là gì đây? Cái quan điểm thú vị này thì đáng được quan tâm nhiều hơn, đúng không? Ok, 3B nhá. Tiếp theo, đọc là một cái kỹ năng mà cần nhiều sự nỗ lực hơn là TV, và không có công việc nào. Mình nhìn vào 4 đáp án nào, 4 đáp án là có 4 nào: that, who, when và whom.
thì mình đã biết chắc rằng câu này là một câu kiến thức về đại từ quan hệ đúng không? Đại từ quan hệ, được chưa? Thế thì ở đây chủ thể mà mình cần dùng đại từ quan hệ để thay thế là gì? Là jobs đúng không? Jobs tức là một vật đúng không nào? Vật thì đằng sau nó sẽ là which, là that, sẽ được dùng làm đại từ quan hệ thay thế cho job, thay thế cho vật đúng không? Thế thì mình có các đáp án ở đây là gì? That, who, when và whom đúng không? Thì chắc chắn đáp án của câu 4 sẽ là A rồi. Ok. Không có cái công việc nào mà đòi hỏi cái người tuyển dụng ấy có thể xem được TV. Nhưng mà đọc thì là một cái phần thiết yếu của nhiều công việc đúng không? Và những con chữ này này thì nó rất là uyển chuyển và nó là một cái cách giao tiếp rất là một cách giao tiếp rất là hữu ích. Bạn có thể viết xuống cái gì đấy và nó có thể được giao tiếp bởi nhiều người, tức là nó có thể được hiểu bởi nhiều người ấy, đúng không? Không chỉ như thế mà chúng ta cũng có thể như nào đấy, một lượng kiến thức, một lượng thông tin rất là lớn từ cái việc đọc, đúng không? Thì chúng ta có là gì? Chúng ta có bốn động từ, ở đây là digest, inhale, breathe và eat. Thế thì chị đánh giá câu 5 là câu khó nhất trong toàn bài. Vì sao? Vì câu 5 bắt các em phân biệt được cái sự khác nhau giữa digest, inhale, breathe và eat. Bình thường nếu các em dùng từ điển Anh Việt và người ta sẽ phân tích nghĩa cho các em thì các em sẽ không hiểu được là ở đây cần bị từ gì, bởi vì trong từ điển Anh Việt người ta chỉ nói là từ digest là tiêu hóa thôi, chứ người ta không nói là hiểu một vấn đề gì đấy, đúng không? Thế thì cách học của mình là gì? Là phải tra từ điển Anh, đúng không? Phải hiểu rõ bản chất cái từ đó, người ta định nghĩa như nào và người ta dùng như nào. Thì chị có là gì? Từ digest. Digest nhá. Nó là một động từ. Động từ ở đây, động từ này hiểu là gì? Là think about. Think about something so that you fully understand. Thì hiểu là nghĩ về một cái gì đấy rất là kỹ càng và bạn có thể hiểu rõ về nó, đúng không? Chỉ không những thế mà bạn cũng có thể hiểu cặn kẽ được một lượng lớn cái kiến thức thông qua cái việc đọc mỗi ngày, đúng không nào? Một người đọc tốt thì có thể acquire. Từ này nó sẽ ngang ngang với từ gain, đạt được cái gì đấy. Có thể đạt được nhiều, có thể nắm bắt được nhiều kiến thức trong việc đọc hơn trong 2 giờ thôi. Trong 2 giờ đọc thì bạn có thể nắm bắt được nhiều kiến thức hơn là cái việc mà ngồi cả ngày xem TV, đúng không nào? Bạn cũng có thể chạm tới những cái kiến thức mà nó nhanh chóng, bởi vì khi bạn là một người đọc nhanh, đúng không, và cái tốc độ hiểu nhanh, nếu mà bạn tiết kiệm, nó sẽ tiết kiệm một lượng lớn thời gian cho bạn và bạn có thể thu nạp được một lượng lớn cái kiến thức cho mình, đúng không? Thế suy ra đáp án của câu 5 sẽ là A, đúng không? Chốt lại thì bài đọc này đáp án sẽ lần lượt là D, B, B và A, đúng không?